Hi, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy vật phẩm ở trong con game này nhé. Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item. Thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, hiện tại cái tựa game này nó vừa update thêm một cái van mới nha các bạn. Thì cái van này nó cũng đưa vào trong cái vòng quay nha mọi người. Tỷ lệ của van này là 0.3%. Thì nó cũng khá là cao so với những cái mặt bằng chung là những cái game khác các bạn. Những cái game khác hầu như là 0.1 hoặc là 0.01. Đấy. Thì cái game này 0.3 thì vẫn cao hơn khá là nhiều ấy. Nhưng mà tỷ lệ như cũng vẫn rất thấp thôi các bạn. Tỷ lệ mà ra được vật phẩm cũng rất là thấp nhé. Tại vì cái van màu đỏ kia nó cũng ra được cũng tầm một tuần rồi đấy các bạn. Nhưng mà giờ vẫn còn. Nên là bạn nào mà chơi thì cứ vào AFK thôi các bạn. Thì cứ 6 phút nó cho các bạn một lượt quay nhé. Cái này cũng khá là dễ thôi. Bạn nào ưng những cái này thì các bạn vào các bạn tích. Theo mình á, nếu mà mình chơi, cá nhân mình chơi là mình sẽ tích các bạn. Mình tích tầm 10 lượt mình mới quay một lần để nó có cái tỷ lệ hơn các bạn. Kiểu như các bạn tích càng nhiều tỷ lệ nó ra những cái kia rồi thì nó sẽ ra cái vật phẩm mà mình muốn nó cao hơn là khi mà các bạn chỉ quay từng cái ấy. Thank you.